Xin chào các bác, em là Hà bên đồ đồng mỹ nghệ. Nay thì em sẽ quay cho các bác xem về bộ tam sự hạc của bên em. Của anh khách đặt thì bây giờ thì anh chỉ cần bộ tam sự thôi, thì bên em cũng làm bộ tam sự để gửi về cho anh đấy. Và bộ tam sự này thì chất liệu được làm từ đồng đỏ nha các bác. Màu thì sẽ là màu đồng đỏ mộc đấy ạ. Đây là màu đỏ khi mà làm xong thì chỉ phun bóng lên thôi. Đây, tam sự này thì sẽ có một đỉnh và hai hạc. Đỉnh thì sẽ dùng là để thắp đốt trầm. Khi mà cái làn khói của trầm nó được tỏa ra thì nó sẽ là xua đuổi các cái tà khí xấu, thanh lọc cái không khí được trong lành, mang lại các cái thu hút được các cái khí tốt, các cái tài vượng tốt để cho gia chủ được các cái trong cái sự nghiệp học hành này. Các cái lộc may mắn khi làm ăn cũng rất là tốt cho gia chủ nha các bác. Đây, các bác nhìn cho em này, đồng đỏ mộc thì sẽ được làm thủ công 100% và sẽ họa tiết, từng các họa tiết sẽ khắc chạm nha các bác, chạm chìm cho em đấy ạ. Đây, hoàn toàn bằng tay luôn nha các bác. Nắp nghe đây ạ. Đây, nắp nghe nha các bác. Nắp nghe thì sẽ được đúc liền luôn đây ạ. Đúc liền khối luôn cho em đây. Và ở dưới thân thì sẽ là chữ phúc lộc thọ. Đây là phúc, là của phúc đức. Lộc thì sẽ là tiền tài lộc. Và thọ thì sẽ là cái sự trường thọ nha các bác. Và tiếp đến thì sẽ là mặt song long trầu nguyệt. Các bác nhìn cho em này, hoàn toàn được làm từ thủ công nha các bác. Chân, đây là chân để đỡ đỉnh đây các bác ạ. Đấy, và có đế đỉnh. Tai mây thì sẽ đúc liền luôn nha các bác. Và tiếp đến hai bên thì sẽ là hai hạc. Hạc ở đây thì sẽ là hạc ngậm hoa sen ngự trên lưng rùa. Đây là cái sự biểu tượng của trời và đất giao hòa với nhau. Giữa hạc thì gọi là trời và rùa thì sẽ gọi là đất nha các bác. Thì là biểu tượng là của đất, và trời và đất thì giao hòa, hòa hợp với nhau. Đây là chất liệu đồng đỏ cho nên là cái giá thành của nó sẽ là cao hơn so với cái đồng vàng. Đồng vàng thì là cái đồng phổ thông rồi nha các bác. Đấy, còn đồng đỏ thì là đồng nguyên chất, cho nên là cái giá thành của nó cũng sẽ cao hơn và được làm từ thủ công bằng tay. Cái thời gian của nó cũng mất khá là lâu, cho nên là các bác đừng có thắc mắc với em là vì sao mà đồng đỏ lại đắt hơn các cái loại đồng khác, các loại như là đồng vàng nha các bác. Đồng vàng thì nó là giá bình dân rồi, dùng phù hợp với những gia đình mà có cái điều kiện kinh tế nó ổn, nó vừa phải. Còn bác nào mà muốn chơi cái đồng đỏ này thì phù hợp với những kinh tế của gia đình mình để chúng ta có thể là lựa chọn nha các bác. Đây, thì có rất là nhiều các kích thước khác nhau, thì bên em có cả các phụ kiện đi kèm đồ thờ nữa. Thì bác nào quan tâm muốn sở hữu cho mình, cho gia tiên nhà mình các cái bộ đồ thờ thì có thể là để lại thông tin ở phía dưới, hoặc gọi vào hotline là 0963 378 563 để em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác. Để các bác là làm sao để phù hợp với cái không gian thờ nhà mình, phù hợp các cái kích thước để phù hợp, thì các bác có thể là liên hệ với em để em sẽ tư vấn cụ thể cho các bác hơn. Và cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.